Thưa các bác, anh em cháu vừa ăn cơm ở trong một nhà bác khán giả rất là tốt bụng ở thành phố Vinh. Thì do là đặc thù công việc nên là bây giờ cháu phải đưa anh Tú ra chỗ gần sân bay để anh bắt xe về Hà Tĩnh lấy xe và tiếp tục cái hành trình xuyên Việt. Chiều nay thì cháu cũng phải về Hà Nội để tiếp đoàn ở bên Hy Lạp họ về. Thì còn đợt dầu gội, số dầu gội mà cháu mang theo thì cháu sẽ chuyển sang cho anh Tú để nhờ anh ấy thay mặt cháu giúp cháu tặng cho các bà con ở những vùng khó khăn tiếp theo trên cái hành trình xuyên Việt của mình. Thì anh cứ đi xong rồi xong việc em bắt xe vào anh nhé. Anh em mình hẹn nhau ở Đà Nẵng đi. Thì anh sẽ đi trong vòng mấy ngày tới, anh sẽ đi là khu vực Quảng Bình, rồi Quảng Trị, sau đó là Huế, rồi bắt đầu là vào đến Đà Nẵng thì Hậu ở ngoài đó thì đi máy bay vào cho nó khỏe người. Đấy là theo em Tú tính là như thế đấy các bạn. Là bây giờ là vì nếu mà để mà chạy xe vào tiếp thì rất là vất vả. Rồi đôi khi thì Hậu có nhiều công việc đột xuất, rồi đối tác đột xuất thì lại phải chạy xe về thì nó xa. Thế cho nên là phương án tốt nhất là em Tú là sẽ về nhà lấy xe. Rồi bắt đầu là Hậu đi được từ đâu là sẽ bay vào đó. Đến khi cần là đi máy bay về. Rất là nhàn hạ thì đi cùng với lại xe của em Tú luôn. Như thế là rất là tiện. Sang tháng 5 khoảng mùng 8 là em bay sang Đức. Thì từ giờ đến thời điểm đó thì cháu vừa với anh Tú có bàn một cái gọi là một cái kế hoạch giúp đỡ bà con. Thì đấy là anh em sẽ mua một cái chiếc xe cứu thương anh nhỉ. Đấy là bạn Hậu mua. Còn này, em Tú bảo là nếu mà có thời gian rảnh là Tú sẽ ra chạy gọi là cấp cứu là miễn phí, không có tốn công là thuê tài xế trong một thời điểm nào đấy, chạy hỗ trợ bà con, cho bà con đưa đi bệnh viện đưa về đúng không? Đúng rồi. Cháu thấy cái phương án đấy cũng rất là hay, bởi vì là nhiều bà con đưa bệnh viện thì đa số là đã vào viện thì nói chung là tiền là cũng là bị mòn hết, bởi vì vào viện chữa nó tốn, các chi phí thuốc thang rồi thì ăn uống rất là tốn kém. Thì hy vọng rằng là thì kế hoạch này sẽ giúp được bà con phần nào. Cháu thì không biết gì về xe cả, cho nên là nhờ anh chú gọi là chọn hộ. Hay các bác nào mà đang có xe cứu thương các thứ thì cũng nhắn tin rồi thì comment giúp cháu xem là lên chọn loại xe nào, rồi có cái vướng mắc gì trong cái việc mà mua xe đấy không, thì các bác góp ý cho anh em cháu để anh em cháu giúp kinh nghiệm cho đỡ phải mất phí, gọi là phí ngu anh nhỉ. Không biết không biết là ăn quả phí ngu là ăn đủ đấy. Tiêu chí của Hậu này là phải số tự động đấy bác ạ. Nhưng mà có điều là em Tú thì đang tư vấn là mua xe mới thì nó lãng phí và tốn kém. Cho nên là muốn là tìm cái xe cũ. Đấy, và còn tốt. Thì thực ra là nếu mà để đi cấp cứu mà kiểu hỗ trợ từ thiện thì nó không phải là cường độ làm việc quá nhiều. Cho nên là mình cũng không cần thiết phải mua một chiếc xe mới, cái xe cũ mà còn tốt là được rồi. Đấy. Thì là em mua xe tự động là bởi vì là thỉnh thoảng mà nhân viên em nó ốm mà người ta cần gấp thì em mới phải đấy. Hay quá. Thế còn người ta đang cần vậy bảo nhân viên hôm nay của cháu nó mệt lắm thì chết. Không cháu lại không biết chạy số sàn nữa thôi đúng không? Em biết chạy nhưng mà em chạy không giỏi, em không dám chạy. Thì ý là như thế. Tại vì là đợt trước thi là thi bằng B2 đấy, nhưng mà từ lúc chạy đã bao giờ ngoáy vào cái số ấy đâu. Đấy, sợ em đi loằng ngoằng mình đưa người ta đi cấp cứu, hóa ra mình đưa người ta vào cái thế khó. Đúng mình rồi. Không biết lái thành ra là mang tội đấy. Chính xác. Vâng. Cái đấy thì cũng phải chạy xe đấy là cần sự bền bỉ đấy. Vâng. Chạy xử lý tốt nhịp này. Nhàng đấy. Đúng rồi. Rồi nói chung chạy xe thường đã khó rồi. Vâng. Đối với đường xá Việt Nam mình đã khó rồi thì chạy xe cấp cứu nó phải khó gấp đôi gấp ba lần. Vì lúc đấy là phải di chuyển với tốc độ cao cả nhà. Với lại là để gọi là những người chạy xe cấp cứu gọi là những người mà giành giật mạng sống từ tử thần đấy. Thế cho nên là gọi là rất là quan trọng. Đấy, độ xử lý rồi tốc độ này rồi các thứ là đều quan trọng. Cho nên là khi đó là chiếc xe nó cũng là gọi là giúp mình vận hành tốt rồi an toàn hơn. Anh Tú thì là sinh năm 87, là mệnh gọi là Lư Trung Hỏa. Hợp với Hậu là lửa trong lò ấy, lửa cháy đốt củi, củi trong lò còn thừa xỉ than là đổ ra đường.
đây là em em là đất bên đường đó. À thế à? À, cứ đốt thoải mái là em nhận hết. Hỏa sinh thổ đúng không? Hỏa sinh thổ đấy. Với lại là tuổi mùi là hợi mão mùi này, ừ, là tam hợp nữa. Tam hợp đấy, anh em mình vừa được cả mệnh lại còn vừa được cả tuổi. Và hợp tác là khả năng là cứu được nhiều người đấy anh ạ. Tú thì chỉ có mục đích là muốn có cái thế mạnh công việc gì có thể giúp đỡ được người khác thì mình dùng chính cái thế mạnh. Mình không có tiền bạc thì mình phải dùng đến cái thế mạnh của mình. Đấy, mình không có nhiều thế mạnh về tiền bạc thì mình phải dùng thế mạnh về cái kinh nghiệm của mình, hoặc là mình có cái gọi là sở trường gì để giúp đỡ được người khác thì mình sẽ là làm như thế. À, cũng gần tới cái chỗ đón xe rồi. Trước mặt rồi. Đấy, thì lát em chuyển cho anh số dầu gội còn lại nhá. Thế là anh em mình cua sang bên cái chỗ cái xe đang đi ra hay sao? Kia trước mặt bên trái đây. À. Bây giờ mình qua đây mình vòng sang. À. Cảm ơn nhá. Vâng. Đấy. Anh Tú sẽ mang cái số dầu gội còn lại lên xe các bác nhá. Sau đó là cháu xử lý công việc xong cháu sẽ đi tiếp cùng với cả anh Tú và anh Nguyễn Đức Thắng hành trình xuyên Việt. Thì số dầu gội này cháu mang theo ở trong xe là cứ hết cháu lại đặt nhân viên ship chạy theo hành trình. Đấy, vâng. Em chào anh nhá, chúc anh lên đường Thượng Lộ Bình An. Vâng. Cái này luôn anh? Không ạ, hết rồi anh ạ. Vâng ạ. Vâng, em bắt tay. Vâng. Mong là được gặp lại. Vâng, em chào anh ạ. Đấy, bây giờ cháu sẽ lên xe và tiếp tục di chuyển về Hà Nội. Ây da. Rồi. Rất mong rằng là các bác mà xem trên kênh có thể là comment, bình luận, góp ý về cái dự án sắp tới của nhóm anh em chúng cháu. Đó là cháu sẽ mua một cái chiếc xe cứu thương để cho anh Tú cùng với cháu, cùng với cả bạn nhân viên của cháu là sẽ giúp đỡ những người khó khăn để đi lại bệnh viện, đưa họ đi. Để cháu phải nhấn mạnh lại một lần nữa vì sao mà là cháu nghĩ ra cái này. Thực ra các bác biết này, trong cái chuyến xuyên Việt này cháu thấy nhiều gia đình là rất là khó khăn. Các bác đều xem qua những cái nội dung của video đúng không ạ? Thì đặc điểm ở đây là những người khó khăn đó thì là cũng có người là đã khó khăn lại còn éo le. Các bác, éo le ở đây là gì ạ? Éo le ở đây là đã nghèo là còn mắc cái eo là còn ốm nữa. Đấy, ốm đau bệnh tật rất là khổ. Thế là cháu mới nghĩ rằng là mình sẽ bỏ ra một số tiền đâu đó khoảng vài trăm triệu mua một cái xe cứu thương. Nó cũng gọi là mua xe cũ thôi để cho nó tiết kiệm, bởi vì xe mới cũng không cần thiết, miễn xe cũ cũng được, miễn là nó tốt. Thì đâu đó là mình sẽ giúp đỡ bà con là đưa đi đón về, đưa những bệnh nhân đi chữa bệnh, đón những bệnh nhân về nhà. Thì cố gắng là đương nhiên là bệnh nhân những người nghèo Việt Nam thì nhiều lắm, nhưng mà mình có duyên với ai, mình giúp được ai thì đỡ người đấy. Chứ còn cũng không thể nào mà một mình mà giúp được cả cái đất nước này thì cũng không thể. Nhưng mà có một câu mà cháu vẫn luôn nhớ, đó là chớ thấy việc tốt nhỏ mà không làm, mà chớ thấy cái việc ác nhỏ mà lại làm. Có nghĩa là cứ làm được thì cứ làm, chứ không phải tính cái chuyện là to hay bé, lớn hay nhỏ, cứ thấy tốt là làm. Đấy. Ok, thì bây giờ cháu sẽ di chuyển tiếp tục ra Cửa Lò để cùng với cả anh em tắm biển một lát, sau đó là chia tay anh em về Hà Nội làm việc, để tiếp tục nói gì thì nói là cũng phải kiếm tiền đã đúng không, xong rồi mới giúp đỡ được những người xung quanh. Ok các bác nhá, cháu ra Cửa Lò đây. Các bác, cháu đã đến được bãi biển Cửa Lò các bác nhé. Đấy, dự định là cháu sẽ về trong vòng buổi chiều nay, nhưng mà các anh bảo thôi ở lại nó buổi tối tâm sự với nhau thì sáng mai cháu về sớm. Đấy, cháu sẽ lán lại ở Nghệ An thêm một ngày nữa các bác ạ.
À, đây các bạn nữ, rất nhiều các bạn nữ nước ngoài ở bên Trung Quốc. Dạ. Bay 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 bay. À, đi. 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 Đây là các thanh niên ở bên Lào nha các bác. Đấy, đoàn bên Lào. Đấy, Chalakay Salavak. Chikolo. Là mình đoán ra ngay. À. Đấy, đội này là chắc là cũng Lào này. Lào đấy. Hỏi là biết mai sai không, bảo biết, cười tủm tỉm. Thế à? Ừ. Đây cũng Lào hết. Ở à, đây đội này Trung Quốc chứ đúng không? Đội này vừa bạn gặp ở Trung Quốc đây hả? Có một bạn là ở Trung Quốc. À, còn lại Lào đúng không? Lào nhiều. Đấy, điểm rất đẹp. Đấy, ở đây có một nhóm bạn nữ chắc là cũng Lào đấy. Vừa lấy là nhóm anh Sự với cả bạn Vinh và đồng chí Xuân Hữu đi phỏng vấn các bạn nữ đây hết rồi. Đây là Lào hay là Trung Quốc ở bạn? Học sinh Lào à? Ngại. Lào, bên Lào ra sang đây nhiều ghê nhỉ? Đâu cả. Biển mát lắm các bác ạ, đứng ở biển sướng lắm, mát. À, thưa các bác, anh em cháu vừa ăn tối xong, thì là cháu sẽ quyết định là tối nay có thể là sẽ ngủ cùng với anh Thắng thêm một tối để anh em tâm sự trước khi ngày mai về xử lý công việc. Và người mà chở anh Thắng đi, mà đảm bảo cho anh Thắng đi lại an toàn hàng ngày đó là anh Sự. Thế thì cháu sẽ tặng anh Sự là một hộp viên sáng mắt này. Anh cầm một hộp sáng mắt trước này. Đấy. Các bác ạ, từ hôm là đây nữa. Hộp não. Thưa anh đừng nói là tốt hay xấu, các bác ạ, tưởng anh quảng cáo nó khó. Đây anh cất vào xe đi nhá. Okay. Bởi vì là anh đi lái xe nhiều là mắt nó mỏi nên là cái này nó rất là đảm bảo cho anh ấy. Đảm bảo. Rồi. Thế còn cái não này thì là căng thẳng thần kinh này. Đấy. Đầu óc nó gọi là mũ mị đi đúng không? Rồi. Lái xe nó căng thẳng. Rồi. Tặng để cho anh dùng. Rồi. Cảm ơn em Hậu rất nhiều. Vâng. Đấy, anh cất đi. Anh cất vào xe đấy để đấy, phải chia tay sớm thì em cũng rất là buồn nhưng mà công việc nhiều anh ạ. Rồi. Xử lý xong em lại quay lại. Em xử lý xong công việc là lại đi vào cùng tụi anh. Vâng, ok anh. Vâng. Thôi, giờ anh em anh cất đi xong rồi tí anh Thắng ăn xong ra anh em về khách sạn. Ok mọi người nhé, bây giờ thì cháu cũng xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nội dung video. Mọi người mà yêu mến, ủng hộ và tin tưởng thì có thể mua sản phẩm của cháu để sử dụng. Thấy tốt, hiệu quả thì chia sẻ cho rộng rãi giúp cháu, để cháu có thể có cái công việc kinh doanh tốt hơn. Dạ? Chưa? Vẫn đang ăn bác. Đấy, cháu thì có về sáng mắt này, về dưỡng não này, dạ dày, tiểu đường, rồi thì là gan, đấy, sỏi thận, tiểu đêm, mất ngủ, rất nhiều sản phẩm. Đấy, các bác có thể là gọi điện lên số điện thoại ở trên góc màn hình để hỏi nhân viên của cháu trực các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào các bác.